Hoàng Lân Thời Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Hoàng Lân. Hôm nay Hoàng Lân giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái mẹo sâu kim rất là đơn giản và chính xác. Thực ra trên Google cũng có rất nhiều các video giới thiệu về cách sâu kim. Đấy. Cũng có người thì để một cái sợi chỉ như thế này. Rồi chúng ta cứ làm như thế này để cái chỉ nó sẽ nổi lên. Đấy, nhưng cái này nó rất là khó nhá, không dễ làm đâu. Đấy. Hoặc cũng có những người thì lại cho rằng là để một sợi chỉ vẫn còn như thế này, thế rồi chúng ta quấn như thế này, rồi là rút, rồi là kéo cái này lên. Đấy. Nhưng thực ra như vậy thì cũng rất là khó. Đấy. Thì hôm nay Hoàng Lân giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái cách chuẩn chỉ, chuẩn mực nhất. Thực ra đây là một cái việc rất là đơn giản. Đấy, trong ngành may mặc, đây là một cái chi tiết rất là nhỏ. Đấy, người ta còn có rất nhiều các cái bộ dưỡng, các cái dụng cụ chuyên dùng. Đấy, và các cái phụ kiện kỹ thuật thì nó còn rất là hay. Đấy, nhưng mà trong phổ thông của mình, trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, chuyện sâu kim để chúng ta khâu vá, đấy, nó là đơn giản nhất. Các cụ và những người lớn tuổi thì việc sâu kim nó rất là khó khăn, bởi vì kim ấy, nó đã nhỏ mà cái phần lỗ kim nó lại càng nhỏ như thế này. Đấy, nhiều khi chúng ta là những người mắt tinh ấy, xỏ chuẩn vào đây rồi mà nó cũng không qua, đấy, nó cứng không chui qua được nhá. Đấy, nó không qua nổi như thế này. Mặc dù đã chuẩn, đã chờ ấy rồi. Đấy. Thế thì người ta đã có một cái dụng cụ rất đơn giản. Đây. Đây là một cái dụng cụ sâu kim rất đơn giản. Gồm có một cái sợi thép rất là nhỏ, mảnh. Đấy, người ta uốn như này thôi, đơn giản này thôi. Đầu này nhọn nhá. Quan trọng nhất đầu này nó nhọn này. Và quan trọng thứ hai là cái sợi thép này nó phải có độ đàn hồi, nó phải có độ cứng nhất định nhá. Đấy, mà nó nhỏ như này. Đấy, người ta gắn vào cái phần nhựa đây. Đấy. Và các bạn có thể lấy một cái sợi phanh xe đạp nhá, lấy một cái sợi nhỏ xíu thôi. Đấy, của cái phần dây cáp lụa đấy, để chúng ta buộc vào cái bút bi hay buộc vào một cái phần sợi vào cái đầu đũa chẳng hạn như vậy, chúng ta cũng sẽ được một cái dụng cụ như này. Đấy. Thế còn các bạn có thể ra ngoài chợ, bất cứ tiệm tạp hóa nào người ta cũng sẽ bán cái này. Đấy, nó có giá dao động từ 10.000, 15.000. Đấy, và cái nào mà thật đẹp trau chuốt ấy, thì 20.000. Đấy, thì chúng ta sẽ có một dụng cụ sâu nó đơn giản thôi. Đấy, đây, một lần sẽ làm mẫu nhé. Ví dụ đây là một chiếc kim và cái phần chôn kim này. Đấy, cái phần chôn kim nó rất là bé, rất là khó. Đấy. Thế thì nhờ cái dụng cụ này, chúng ta có thể làm một cách dễ dàng. Đầu tiên chúng ta sẽ sâu cái này qua đã này. Đấy, đấy nhá, các bạn thấy đơn giản không? Sau khi sâu qua rồi nhá, sâu qua rồi như này. Đấy, thì chúng ta thấy cái phần này nó to như này thì cái chỉ chúng ta sâu qua nó rất là dễ. Đấy, ai cũng có thể là làm được. Đấy. Đấy, cái phần nó rộng nó dễ sâu như này. Đấy, thì chúng ta có thể sâu qua. Đấy, rất là dễ. Đấy. Đấy, sau đó thì chúng ta kéo mạnh một tí nha, mạnh một tí. Đấy, các bạn thấy chưa, cái chỉ nó đã được sâu qua rồi nhá. Đấy, đây, cái chỉ đã được sâu qua rồi. Thấy đơn giản không? Đấy, với một chiếc kim khâu chúng ta cũng làm thế này, và kim máy, kim may đấy, và các dụng cụ kim khác nhé, chúng ta cũng có thể dùng những dụng cụ như thế này để chúng ta làm nhé. Đấy, không cứ là kim khâu bình thường này đâu. Đấy, kim khâu các loại này nhé. Đấy, hoặc là kim máy may đấy. Đấy, chúng ta cũng dùng cái dụng cụ này. Đấy, rất là nhanh. Đấy, rất là dễ. Đấy, hôm nay Hoàng Lân xin giới thiệu đến các bạn một cái mẹo và một cái dụng cụ nhỏ như này thôi, chúng ta có thể mua sẵn thì nó tiện hơn. Bạn nào khéo tay nhé,
thì cũng phải tạo được một dụng cụ như này. Đấy, từ một cái sợi thép rất là mỏng nhỏ gọn như này thôi. Đấy, quan trọng chú ý là cái đầu nó phải nhọn nhá, để chúng ta sâu qua được cái kim đầu này nhọn này. Đấy, thứ hai là cái phần thì nó lở ra này để nó rộng này. Đấy, và độ đàn hồi nó tốt này. Đấy, thì là chúng ta sâu nó sẽ đấy. Hôm nay một lần xin giới thiệu đến các bạn một cái mẹo nó rất đơn giản vậy thôi. Đấy, để giúp chúng ta có thể là sâu kim một cách dễ dàng. Đấy, nhất là các bà các mẹ mà mắt nó cũng đã bắt đầu xuống một chút. Đấy, thì chúng ta dùng cái dụng cụ này là đơn giản nhất. Rồi, ở hôm nay một lần xin dừng lại video ở đây. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký vào cái nút đăng ký kênh nhé. Đấy, và cho một lần xin bật like. Một lần sẽ tiếp tục đăng những cái video tiếp theo rất là thú vị. Đấy, để chúng ta theo dõi. Cảm ơn các bạn, quý vị đã theo dõi.